hỏi anh em nha. Thì năm nay mình sẽ ra mắt cái mẫu giò bảy gà đồng, chích chích ré rồi chích cồ rồi gà nước gà đồng đó. Thì loại này là cái nào chơi nó cũng được hết. Đây là một bộ 30 chân đó, của khách đặt đầu năm, là khách đặt mấy bộ gà năm nay về miền Tây sớm rồi nha anh em. Anh em chuẩn bị là vừa. Thì đây là một bộ 30 chân đó, màu xanh, xanh của màu cỏ lúa và nó hơi pha vàng vàng của những cái cọng lúa vàng đó. Dây thì nó tiệp với màu đất, chân thì chân đồng 2 ly nè, chân đồng là đây là chân đồng 2 ly rưỡi, dài mười sáu cm nha anh em. Cắm ruộng đồ bờ, ruộng đồ cỏ rồi vô tư. Đây là cắt lụa. Thì cắt lụa này của em nó khác với cắt lụa trước kia, thì cắt lụa này có thể nó chống sấn. Đây là cái thao tác gà dính, thì cọng cá nó sẽ quấn như vậy, cho nó như vậy đây. Chúng khi mà dính chúng ta gỡ ra thì nó sẽ bung ra và nó không bị sấn. Đó, hoàn toàn không bị sát. Đó, thì chúng ta gắn lại. Đấy. Và nó tròn lại tự nhiên, không có gì hết. Nó hơi méo méo chút xíu, chúng ta chỉnh sửa lại thì cọng cá nó không hư, chỉnh sửa lại. Đó, nó sẽ rất là tròn. Đó. Cái đầu dây này nè, đây là dây Super. Đây là dây Super số 4. Dây con cá. Đó. Chịu lực 22,6 kg. Thì con gà nước, thì con gà nước con chích cồ, con chích ré thì không thể giật đứt nổi cái cọng này. Đây là khoan đồng, hàng đồng, hàng đồng nha anh em, không phải hàng chì nữa mà hàng đồng. Còn cái đầu dây này nè, đầu dây này rất là đặc biệt, em không buộc bằng với cái này. Lý do khi con gà nó dính vô thì cái đoạn này đó, nó cộng đoạn dây này đó, nó tuột qua cái khoen này, nó không thể chạy ngược lại, nó sẽ bị mắc lại ngay đây đó. Anh em thấy không, thấy rõ, anh em sẽ thấy nó mắc lại đây là nó chống rẫy, nó sẽ tạo thành một cái khóa không có tuột ra được đó. Thì đây là cái mẫu giò gà nước, còn đây là mẫu giò gà rừng. Mỗi này anh em đánh đá đoán điều vô tư, cũng y như vậy, cáp cũng y như vậy. Đó, cũng cuốn gà, dính gà, chống xoắn. Đó, cáp này là cáp khác với cáp trước đây một chút xíu. Đó, không rỉ sét. Đây là cái giò gà rừng. Đó, anh em thấy không, cũng rất là tròn. Đoạn dây này con do cái chân gà rừng nó to nên nó phải dài hơn chút xíu. Khoen cũng khoen là hàng đồng. Đây. Sắn vô trong tay. Thả ra. Bình thường. Đó. Thì anh em nào mua hàng thì liên hệ Facebook của mình đó là Lạc Duy. Đây là Lạc Duy. À, có số điện thoại. Đây là có số điện thoại hẳn hoi nha. Anh em mua hàng trong đó có một bộ giò và cũng cái kẹt, thì anh em giữ cái kẹt này, khi nào cần gọi cho mình. Nếu mà giò có đứt, bị lỗi hay bất cứ cái gì đó gọi cho mình, mình sẽ xử lý cho anh em. Và cảm ơn anh em là đã ủng hộ cho mình trong cái thời gian 5-6 năm qua. Rồi, cảm ơn anh em nha. Chúc anh em năm mới vui vẻ.